Xin chào anh em đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình lại làm clip hướng dẫn em cách mở khóa email điện thoại. Hôm trước mình đã làm một clip hướng dẫn rồi, nhưng mà có một số anh em là chưa hiểu làm và mình cũng là quên nhắc anh em là dùng CH Play sẽ không mở khóa được. Nên hôm nay mình làm clip hướng dẫn lại. Khi anh em ấn vào chơi, nó sẽ báo là tài khoản bị khóa. Cho dù anh em đã đăng nhập nick mới vào nhưng mà nó vẫn là báo vậy. Có một số anh em không hiểu là anh em cứ tưởng là mình làm clip là hướng dẫn anh em mở nick bị khóa. Nick bị khóa thì mình không mở được mà do bên hỗ trợ của Galena thì mới mở được cho anh em. Clip này chỉ là hướng dẫn là mở khóa email là khi anh em, cho dù anh em tạo nick mới rồi nhưng mà anh em ấn vào chơi nó báo là bị khóa, là bên Galena cấm anh em chơi Free Fire. Nên hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn anh em cách mở. Clip này là không phải là hướng dẫn anh em mở khóa nick đã bị khóa, mà hướng dẫn anh em là mở khóa email là do anh em tạo nick mới rồi nhưng mà bên hệ thống của Galena vẫn quá cấm máy anh em chơi. Đầu tiên anh em ấn nút home ra và gỡ FF đi trên máy. Anh em gỡ cho mình. Sau đó anh em vào ES duyệt tập tin, link tải mình để bên dưới clip. Rồi anh em đến mục download cho mình. Anh em tải cho mình mở khóa email cộng với OBB19. Nếu mà anh em nào muốn hack đi xuyên tường hay là hack auto headshot thì anh em tải cho mình FF này nữa. Rồi anh em ấn giữ vào file, mở khóa email, chọn giải nén vào, ấn OK. Anh em đợi một lúc. Sau đó anh em giữ file là OBB19, chọn giải nén vào, rồi ấn OK cho mình. Anh em đợi cho nó giải nén. Anh em nhớ là đừng hiểu lầm mình làm clip là hướng dẫn anh em mở khóa nick. Đây là clip hướng dẫn anh em cách là mở khóa email. Cho dù anh em đã tạo nick mới nhưng mà bên Galena vẫn báo là bị khóa. Bên Galena cấm cho anh cấm không cho anh em vào chơi game. Anh em nhớ là đây không phải là clip hướng dẫn anh em cách mở khóa nick, là chỉ là mở khóa email điện thoại để cho anh em tạo nick mới nhưng mà vẫn vào chơi được. Sau khi giải nén thành công, anh em ấn vào file mở khóa email cho mình. Rồi nó sẽ có hai cái là free file gốc và FFID để mở khóa email điện thoại. Ở đây là cái này là không phải là FF hack mà mình cũng tải ở trên CH Play xuống và mình đã mod kết hợp với file FFID để mở khóa email cho anh em. Còn nếu anh em tải FF gốc ở trên CH về nhưng mà chưa được qua mod thì em cài file FFID sẽ không mở được email. Anh em phải là tải FF gốc của mình, xong rồi anh em cài đặt ra, rồi anh em cài file FFID mới mở được. FF này không phải là hack mà chỉ là mình cũng tải trên CH Play về nhưng mà mình đã mod lại để nó kết hợp với file FFID để mở khóa cho anh em vào nick. Anh em tha hồ lấy mặt chính của mình chơi FF này sẽ không bị khóa. Nếu mà anh em mà không muốn cài FF gốc thì anh em muốn vẫn đi tiếp đi hack phá game thì anh em cài cho mình là bản hack hack FFP4 là bản hack đi xuyên tường và đi xe xuyên tường. Còn bản Galena Free Fire này là bản auto headshot 100%. Nếu anh em thích cài thì anh em cài, link tí mình cũng để bên dưới clip cho anh em tải. Ở đây thì mình cài FF gốc. Ở đây mình sẽ cài FF gốc vì có nhiều anh em bảo là hướng dẫn anh em cài FF gốc thì hôm nay mình sẽ cài FF gốc. Nếu mà anh em không muốn cài FF gốc thì anh em sẽ tải bản hack ở đây, link thì mình cũng để ở dưới. Mình cũng nói cho anh em là anh em dùng FF khác thì không bao giờ mở được email. Ở đây có 3 bản FF thì mình đã mod mở khóa email rồi nên anh em kết hợp với file FFID mới mở lại được nick. Ở đây là có bản hack Free Fire V4 sẽ mở được email và bản Galena Free Fire, bản auto headshot cũng mở được email và bản gốc này cũng mở được email. Nếu mà anh em dùng FF khác thì sẽ không mở được. Anh em nhớ cho mình, anh em dùng đúng FF của mình để link dưới clip thì sẽ mở được, còn anh em tải của kênh khác về hoặc là CH Play sẽ không mở được. Rồi anh em ấn trình cài đặt gói, ấn chỉ một lần này. Rồi anh em cài đặt. Nên hôm nay mình làm clip mình cũng nói cho anh em hiểu luôn, khỏi anh em nhắn tin cho mình hỏi mình. Nếu mà anh em muốn cài FF hack thì anh em cài. Còn nhiều anh em bảo là làm clip hướng dẫn anh em mà cài FF gốc thì mình cài FF gốc. Anh em chỉ cần cài FF hack cũng làm theo tương tự như này. Rồi anh em ấn xong, anh em ấn trở lại. Và lúc nãy đã giải nén file OBB19, nó sẽ có file ở đây.
rồi anh em ấn vào, nó sẽ có là một com dts.file, anh em ấn giữ cho mình, rồi anh em ấn cắt. Sau khi cắt thành công, anh em ấn vào chỗ nội bộ cho mình, rồi ấn vào hình ngôi nhà bên cạnh chỗ nội bộ, rồi anh em chọn là bộ nhớ điện thoại hoặc là bộ nhớ trong, rồi anh em để cho mình là Android, rồi tiếp đến UBB, rồi anh em ấn dán cho mình. Sau khi dán thành công, anh em ấn trở lại cho mình. Rồi bây giờ mình sẽ vào game để cho nó giải nén. Bây giờ vẫn là chưa mở được khóa email, anh em xem hết clip và anh em mới hiểu cách mở. Bây giờ là vẫn chưa được mở khóa được, tí mình còn chuyển file nữa. Rồi anh em ấn tích lên cho mình. Sau anh em ấn trở lại. Sau đó anh em ấn nó quyền cho mình, anh em bật 3 cái lên cho mình. Sau khi anh em bật được 3 cái, anh em ấn trở lại. Xong rồi nó sẽ vào game cho anh em. Bây giờ mình vào game trước là mình đăng nhập nick vào, xong rồi mình sẽ ấn vào chơi game, nó sẽ báo là tài khoản bị khóa để cho anh em xem, không tí anh em lại bảo là mình cắt ghép clip. Ở đây bây giờ mình vào mình nhập nick, xong rồi nó sẽ báo bị khóa, rồi mình hướng dẫn anh em chuyển file FFID nữa là anh em có thể vào nick. Có nhiều anh em tí lại bảo là mình cắt ghép video, nên bây giờ mình sẽ vào game để test cho anh em xem. Bây giờ mình vào game nó vẫn báo là tài khoản bị khóa. Ở đây chắc là mình không đủ bộ nhớ hay sao. Để mình thử cho nó giải nén lần này xem được không. Chắc là điện thoại mình hết bộ nhớ. Để mình xem lại bộ nhớ của mình. Chắc là điện thoại của mình bị hết bộ nhớ rồi. Vẫn còn trống nhưng mà sao chẳng nên nó lại báo bị lỗi. Nếu lần này báo lỗi nhưng mình sẽ phát game vào lại. Không biết là do mạng hay là do bộ nhớ của mình gần hết. Clip này hơi lâu tại vì mình giải thích cho anh em từng chi tiết một nên clip hơi dài. Mong anh em chịu khó xem để hiểu được. Nếu anh em nào vẫn chưa hiểu thì anh em có thể ấn vào mô tả ở dưới clip, link Facebook mình để bên dưới. Rồi mình sẽ đăng nhập Facebook. Đây, khi mình ấn vào chơi nó sẽ báo là tài khoản bị khóa. Mình sẽ không, ở đây có nhiều anh em bảo là mình cắt clip. Ở đây mình không cắt clip. Đây, nó báo vẫn là bị khóa đây, mình ấn trở lại. Sau đó anh em vào ES, rồi anh em vào đến cái mục mở khóa email, cái mục FFID. Sau đó anh em ấn vào cho mình. Rồi anh em chọn là ES soạn thảo. Rồi anh em ấn chỉ lần này. Rồi ở đây anh em nhìn thấy là có cái nút chỉnh sửa trên này phải không? Anh em ấn vào. Sau đó anh em đổi 4 số cuối email cho mình. Anh em ấn giữ vào số email. Rồi anh em kéo cho mình. Ở đây. Anh em kéo cho mình. Đúng 4 số. Sau khi anh kéo đúng 4 số rồi anh em ấn tắt cho mình.
rồi anh em thêm 4 số email mới cho mình. Anh em nhập khác mình, nếu mà anh em nhập giống mình ở đây là nếu mà mình lấy số máy mình cũng bị khóa email rồi, nhưng mà mình cũng dùng email ảo. Nếu mình làm clip hướng dẫn anh em hack thì Galena nó khóa email này rồi, thì anh em nhập theo anh em cũng bị khóa theo, sẽ không vào game được. Anh em nhớ nhập khác mình. Ở đây là mình nhập email 4 số, anh em thích số nào thì ấn, nhưng mà ấn khác mình đi là được. Sau khi ấn 4 số thành công, anh em ấn lưu cho mình. Sau đó anh em ấn trở lại. Anh em nhớ là ấn khác mình đi nhá. Nếu mà anh em nhập theo mình thì mình làm clip hướng dẫn anh em hack tiếp, thì bên Galena nó khóa dãy số này, thì anh em nhập theo mình anh em cũng bị khóa theo, nên anh em đổi 4 số cuối khác mình đi. Nếu mà trong khi anh em đổi 4 số cuối này đi rồi, nhưng mà anh em hack được tầm 1 tuần hoặc là 2 3 ngày gì đó, bên Galena nó phát hiện anh em dùng email này, thì anh em nó sẽ khóa email này vào, thì anh em gạy vào FFID, anh em lại xóa 4 số cuối, lại đổi 4 số khác đi cho mình là anh em có thể vào game được. Tại vì ở bên Galena nó biết số email, thì nó khóa hết đám số email này vào thì anh em sẽ không vào game được. Thì anh em chỉ cần vào lại đổi 4 số cuối đi cho mình là bên hệ thống Galena nó sẽ không phát hiện nữa email của anh em nữa, và anh em sẽ vào được game. Rồi anh em ấn trở lại. Rồi anh em ấn cắt. Sau đó anh em ấn chữ nội bộ và ấn vào hình ngôi nhà bên cạnh. Rồi đến đây anh em ấn dán cho mình. Rồi nó có một FFID đây. Nên hôm nay mình làm clip này hơi dài nên mình phải nói kỹ cho anh em hiểu. Có một số anh em hỏi mình nhiều quá. Nếu mà đến đây là anh em có thể mở được rồi, nhưng mà nếu mà anh em hack trong 1-2 ngày bên Galena nó khóa của anh em ấy, thì anh em sẽ gạy vào một FFID đây. Anh em ấn tương tự ES sản thảo. Rồi anh em ấn nó chỉnh sửa cho mình. Rồi anh em gạy đổi 4 số này đi cho mình. Nếu mà anh em đổi rồi nhưng mà hack được mấy ngày rồi, nhưng mà Galena nó lại khóa của anh em ấy, thì anh em lại đổi 4 số cuối cho mình, đổi khác đi là được. Thì bên hệ thống nó sẽ không phát hiện, thì anh em sẽ chơi được game tiếp tục sau khi anh em làm cho mình được. Rồi bây giờ mình sẽ ấn vào game cho anh em xem, nó sẽ vào được, sẽ không báo là bị khóa nữa. Nếu anh em thấy clip của mình hay, nhớ ấn like và đăng ký và chia sẻ cho mình để ủng hộ mình làm clip hay hơn. Nó vào game hơi lâu. Nếu mà anh em đi hack được mấy ngày thì nó lại khóa email vào, anh em lại vào một FFID đổi 4 số cuối cho mình đi. Đấy, đổi số khác đi, anh em vẫn lại vào game bình thường. Ở đây anh em sẽ vào game được. Nếu mà có một số anh em chơi tài khoản khách thì anh em ấn vào khách rồi anh em đăng nhập đây, nó sẽ vào game. Nó sẽ tự động vào một ván trước anh em, rồi anh em thoát ra cho mình được. Ở đây nó sẽ vào game được. Ở đây là bản này là không bản hack. Bản này là bản bình thường nên anh em không lo là bị khóa nick. Anh em nhớ là đừng tiếc một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ mình.